Thanh Trường, Ngọc Tuệ thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 22 tháng 11 năm 2023, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Ánh sao chiếu rạng, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Philip chương 2, từ câu 12 đến câu 16. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị và các bạn cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Philip chương 2, câu 12 đến câu 16, bản truyền thống hiệu đính. Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, nhưng anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa. Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay lưỡng lự, để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian. Hãy giữ vững lời hằng sống, để trong ngày của Đấng Christ, tôi có thể tự hào rằng mình đã không chạy vô ích và khó nhọc uổng công. Quý thính giả thân mến, phần chú giải cho chúng ta biết một số thông tin về phân đoạn Kinh Thánh hôm nay như sau. Là người tin Chúa Giê-xu, chúng ta phải chiếu rạng như ánh sáng giữa những người không tin. Khi bước theo đại mạng lệnh, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh làm báp tem cho họ, và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Đấng Christ đã nói, đến lúc ta còn ở thế gian, ta là ánh sáng của thế gian. Ngài đã đem ánh sáng đến thế gian, nhưng nhiều người vẫn yêu thích bóng tối, ma quỷ. Chúa Giê-xu biết Ngài chỉ ở trên đất với những người theo Ngài trong một thời gian ngắn, nên Ngài đã kêu gọi họ và tất cả chúng ta hãy truyền bá tin lành, trở thành ánh sáng cho thế gian. Là con cái sự sáng, chúng ta có Đức Thánh Linh giúp đỡ để không chạy vô ích và khó nhọc uổng công. Câu gốc hôm nay được chép trong Philip chương 2, câu 15 đến câu 16. Anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian, hãy giữ vững lời hằng sống. Khi đến thành phố này, đập vào mắt tôi đầu tiên là những ổ cờ bạc, kế tiếp là tiệm bán cần sa, cửa hàng người lớn và biển quảng cáo luật sư khổng lồ mong muốn kiếm tiền từ rủi ro của người khác. Mặc dù trước đây tôi đã đến thăm nhiều thành phố đen tối, nhưng nơi này dường như đạt đến một cấp độ mới. Tuy nhiên, sáng hôm sau, tâm trạng của tôi trở nên tươi sáng hơn khi nói chuyện với tài xế taxi. Anh ấy nói, mỗi ngày tôi cầu xin Chúa đưa đến cho tôi những người mà Ngài muốn tôi giúp đỡ. Những người nghiện cờ bạc, những cô gái mại dâm, những người tan cửa nát nhà vừa khóc vừa kể cho tôi nghe nan đề của họ. Tôi dừng xe, lắng nghe và cầu nguyện cho họ. Đây là sứ mệnh của tôi. Sau khi nói về Chúa Giê-xu đến với thế gian sa ngã, Phao-lô đưa ra lời kêu gọi dành cho những người tin cậy Đấng Christ. Khi chúng ta làm theo ý muốn tốt lành của Chúa và nắm giữ lời hằng sống là phúc âm, thì chúng ta sẽ là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa. Những người chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian. Giống như người tài xế đó, chúng ta phải chiếu rạng ánh sáng Chúa Giê-xu đến mọi nơi tối tăm. Nhà sử học Christopher Dawson khẳng định, để thay đổi thế giới, một người tin Chúa chỉ cần sống trung tín, bởi vì cách sống ấy bày tỏ mọi điều huyền nhiệm của một đời sống thiêng liêng. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh ban năng lực để chúng ta sống trung tín với địa vị là người thuộc về Chúa Giê-xu, chiếu rọi ánh sáng Ngài vào những nơi tăm tối nhất thế gian. Làm thế nào để bạn tập trung vào Đấng Christ thay vì sự gian ác của thế gian? Hôm nay, bạn có thể chiếu soi ánh sáng Ngài tại nơi bạn sống như thế nào?
Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài là sự sáng của thế gian đã đem con ra khỏi nơi tăm tối. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý tín giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trên bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời của quý vị và các bạn mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.